Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 h 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, đến bản Sa Ná xã Nam Mèo huyện Quan Sơn vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng ta có thể thấy rõ sự hồi sinh mạnh mẽ của một bản làng đã từng bị tàn phá nặng nề bởi trận lũ lịch sử hồi cuối tháng 8 năm 2019. Không khí ngày Tết cổ truyền đã về sớm ở Sa Ná trong niềm vui của người dân khi được dọn đến trong những ngôi nhà mới khang trang và trong tình cảm, sự sẻ chia giúp đỡ của các ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và cộng đồng xã hội trong những ngôi nhà mới xây khang trang kiên cố tại khu tái định cư Bản Sa Ná, người dân đang tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Vượt qua những nỗi đau, mất mát, người dân Bản Sa Ná đã gượng dậy, vươn lên với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Đến nơi ở mới, các gia đình đều phấn khởi vì nhà cửa, điện nước, điều kiện sinh hoạt đều tốt hơn so với nơi ở cũ, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Dạ, cô lấy du lệ yên thiên ừ, bên và quan tâm nhà nước quan tâm cho nhà tôi có à, nhà ở à, có nước sinh hoạt này. có điện thắp sáng này. có quà này. cho gia đình Mình đón xong tết xong này. Chứ... gia đình Mọi cảm ơn nhiều cái tán. ừ ừ vâng và đón chào xuân canh tí ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa phối hợp cùng với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh bộ đội biên phòng tỉnh và huyện quan sơn tổ chức một cái chương trình với cái chủ đề là tết xa ná ấm lòng dân bản với một cái mong muốn là mang đến cho bà con nơi đây một cái tết đoàn viên và một cái tết ấm tình dân bản để mà khuyến động viên khuyến khích bà con cùng vươn lên trong cuộc sống và à, khẳng định rằng nơi đây sẽ mà là một cái nơi hồi sinh mới. Để giúp cho người dân bản Sa Ná năm đầu tiên đón Tết Nguyên đán tại khu tái định cư mới thêm an vui no ấm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Quan Sơn tổ chức chương trình Tết Sa Ná ấm tình dân bản. Nhiều hoạt động ý nghĩa như thi gói bánh trưng, giao lưu văn nghệ được diễn ra trong không khí ấm cúng, tràn ngập niềm vui và ấm tình đoàn kết. Chương trình càng thêm ý nghĩa khi có sự chung vui của những người bạn đến từ huyện Viêng Say và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phan Lào. Tuy còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng đây sẽ là động lực để người dân bắt tay vào kiến thiết xây dựng một cuộc sống mới, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 12 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên. Sau 2 tuần theo dõi điều trị, sáng nay ngày 13 tháng 1 năm 2020, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện. Ca ghép thận được ekip y bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công vào tối ngày 30 dạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 2019. Bệnh nhân được ghép thận là anh Hoàng Văn Nhất sinh năm 1988 ở xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa. Sau hơn 2 tuần theo dõi điều trị, bệnh nhân được ghép thận đã ổn định sức khỏe. Các chỉ số chuyên môn của bệnh viện đều đạt tiêu chuẩn bệnh nhân được xuất viện. Tôi cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện chấp cho tôi cảm ơn người đại hiến thận giúp tôi cuộc đời sống tốt hơn với cái thành công là một trong tuyến tỉnh đầu tiên thực hiện thành công ca ghép thận trên người cho chết não dưới sự hỗ trợ tích cực của trung tâm ghép tạng bệnh viện hữu nghị việt đức trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật ghép tạng trong đó là hoàn thiện và nâng cao cái trình độ trong cái ghép thận và tiếp tục đào tạo và nghiên cứu phát triển mạnh hơn, sâu hơn về lĩnh vực ghép tạng. Được biết đây là ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công ghép thận từ người cho chết não. Mặt bằng 2125 nằm trong dự án khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa làm chủ đầu tư với số vốn hơn 700 tỷ đồng. Cho đó riêng hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện toàn dự án được phê duyệt đầu tư trên 134 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay sau gần 6 năm đưa vào sử dụng, hàng chục hộ dân sống tại mặt bằng này vẫn chưa có điện sinh hoạt. Để có điện sinh hoạt, tất cả các hộ dân sinh sống tại mặt bằng 2125 phải xin nối dây kéo điện từ các hộ dân sinh sống xung quanh để sử dụng, khiến toàn bộ mặt bằng, dây điện mắc răng trăng trịt như mạng nhện. Nhiều đoạn võng xuống gây mất mỹ quan cũng như tiềm ẩn nguy hiểm. Trong khi đó, mỗi gia đình còn phải bỏ ra vài triệu đồng để mua dây dẫn. Điện dùng chung giá bậc thang đắt đỏ, chưa kể việc chất lượng điện kém và chập chờn bởi thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Bây giờ là mùa đông á, thì còn đỡ, mai kia hè tới rồi các cháu nó còn học hành nóng không chịu được ở cái chỗ này là rất khó khăn cho nên, nên yêu cầu là các anh cố gắng đẩy nhanh cái tiến độ về cái điện cho sinh hoạt ở đây điện và nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu do đó trước mắt đề nghị chủ đầu tư mặt bằng 212 năm nhanh chóng thực hiện đấu nối điện sinh hoạt cho người dân về lâu dài các cấp các ngành cần sớm có những quy định chặt chẽ và chế tài đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết khi bán đất cho người dân. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Người có Công tỉnh tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho các đối tượng chính sách đang điều dưỡng tại đây. Trung tâm Điều dưỡng Người có Công tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý nuôi dưỡng phù hồi chức năng cho 235 thương bệnh binh nặng, trong số đó nhiều người có nhu cầu làm thẻ căn cước công dân nắm bắt được tâm tư nguyện vọng chính đáng của các thương bệnh binh, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến trung tâm để hướng dẫn và làm các thủ tục cấp căn cước công dân lưu động cho các thương bệnh binh. Với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tận tình chu đáo, chỉ sau một buổi sáng, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất thủ tục hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cho gần 50 trường hợp. Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Hải sinh năm 1993, trú tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, công an huyện Thạch Thành nhận được tin báo về việc anh Lê Văn Nam, trú tại xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành bị mất trộm một xe máy nhãn hiệu Honda Way Alpha màu đỏ đen tại khu vực thôn Phú Sơn, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Qua điều tra xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Đỗ Văn Hải và thu giữ tăng vật là chiếc xe máy đã bị mất trộm. Hiện công an huyện Thạch Thành đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin 18 giờ 30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Càng gần Tết, hoạt động buôn bán pháo lậu càng gia tăng, liên tiếp các vụ việc đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Tại tỉnh Quảng Ninh, một đối tượng đã bị bắt khi đang trên đường vận chuyển pháo lậu ở xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Trên xe có 22 thùng pháo, tổng trọng lượng là hơn 430 kg. Còn tại tỉnh Yên Bái, các cơ quan chức năng đã bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lên tới hơn 1 tấn, được giấu trong các bao tải ở phía sau thùng xe. Hiện lực lượng chức năng địa phương tiếp tục truy bắt ba đối tượng trong đường dây đang lẩn trốn tại các tỉnh Lào Cai và Vĩnh Phúc. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện hai lô tân dược nghi nhập lậu trị giá gần 3 tỷ đồng, gồm hàng trăm chủng loại khác nhau chuyên để điều trị các loại bệnh tim mạch. Chủ các lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, chủ lô hàng khai nhận toàn bộ lô hàng được nhập về để bỏ xỉ cho các tiệm thuốc Tây ở quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tại xã Nghi Long huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, kẻ gian đã nhổ trộm 1.400 cây hoa ly Tết trồng trong nhà lưới của nông dân sắp đến ngày thu hoạch. Ước tính thiệt hại của vụ trộm gần 40 triệu đồng. Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng chỉ điểm cho người vi phạm né chốt kiểm soát của lực lượng chức năng. Theo cơ quan công an, 5 đối tượng thường lân la tại các quán cà phê gần các chốt kiểm tra kiểm soát giao thông của lực lượng chức năng để thông báo với các xe vi phạm né chốt cảnh sát giao thông. Làm việc với công an, nhóm này khai nhận mỗi lần thông báo sẽ được tài xế hoặc chủ xe thường từ 50 đến 100 nghìn đồng. Ở xóm dậy xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, có gần 100 hộ dân và nước ngầm là nguồn nước duy nhất để sinh hoạt của họ. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, hơn một tháng nay ở đây xảy ra tình trạng khi vặn nước ra, chỉ trong chưa đầy 2 phút, dòng nước yếu dần rồi tắt hẳn. Người dân ở đây nghi ngờ nguyên nhân của việc mất nước ngầm có thể là do việc khai thác cát sỏi. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn cho biết sẽ sớm đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại địa phương, có đó đưa ra kết luận nguyên nhân mất nước của người dân. Ngày 12 tháng 1, khoa tiêu hóa bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 68 em học sinh ở Tây Ninh nghi ngộ độc thực phẩm. Các bác sĩ cũng đưa ra chẩn đoán có thể các em bị ngộ độc sau khi ăn sôi gà. Đến tối ngày 12 tháng 1, khoảng 60 em đã ra viện, hiện còn 6 em đang tiếp tục được theo dõi. Hiện ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, phòng y tế trung tâm y tế quận 11 đã đến lấy mẫu điều tra nguyên nhân và sẽ sớm có kết luận cụ thể nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 h 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai.